Hiện tại là GoFood đang có mặt ở trong một cái con hẻm nhỏ ở Bình Dương. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Bích, năm nay trên 60 tuổi, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Cô Bích có một cái người bạn thân tên là cô Tám, thì năm nay là cũng đồng tuổi với cô. Hai cô từ nhỏ sống chung với nhau ở xóm giềng, gọi là chị em bạn bè với nhau, rất là thân thiết. Riêng về cái trường hợp của cô Tám thì trong những khoảng thời gian gần đây thì cô Tám bị bệnh nặng, đặc biệt là hoàn cảnh khó khăn, gia đình thì chồng con thì mất sớm, nên là bây giờ là cô rất là mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Và cô Bích thì không có khả năng để mà giúp đỡ cho bạn của mình, nên là đã liên hệ với lại chị bé, và chị bé thì liên hệ lại với kênh GoFood để chia sẻ về cái bệnh tình, cái hoàn cảnh của cô Tám. Trước khi mà gặp cô Tám thì chắc là con nhờ cô Bích chia sẻ chút xíu về cái bệnh tình của bạn cô và cái nơi ở, chỗ ở hiện tại nha cô. Nói chung là hồi nãy con thấy cái cảm xúc của cô khi mà cô gặp được người bạn của cô, từ thở mà từ nhỏ tới giờ mà bị bệnh hoạn, nằm một chỗ như vậy. Về cái bệnh tình của cô Tám thì hiện tại là bây giờ như thế nào cô có biết không? Cô bệnh nặng lắm, cô đi muốn hết nổi rồi, đi là phải chống cái gậy. Hằng ngày đi ra chợ khuya bán 10 tấm, mười mấy tấm số về, đằng về sống. Có bữa thì bán được, có bữa không có bán được, rồi cũng chị em ở ngoài chợ luôn ta cho 50.000 người về sống qua ngày vậy. Cô biết được cái hoàn cảnh, cái bệnh tình của cô Tám là lâu chưa? Cũng lâu lắm rồi, bệnh cũng lâu lắm rồi. Cô đi chợ thì cô cũng gặp một lần lắm, còn đi nổi, nay nó đi không nổi nữa. Nhưng mà cô cũng có cái gia đình riêng, cũng có khó khăn, nên là cô cũng không có giúp về tiền nong được cho Đúng bạn của rồi, mình. cô cũng già, nay cô 68 tuổi rồi, cô cũng có không có chồng, cũng không có con. Cô cũng khổ mà cô thấy vậy cô giúp không được, rồi cô cũng nhờ. Khổ hơn mình hết đúng không cô? Khổ. Cô này thì khổ hơn cô nữa. Thành ra giờ cũng nhờ ở trên cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân rồi có ai thương giúp đỡ giùm. Hai người là bạn thân thiết nhau từ khi mà Từ còn nhỏ hồi tới còn giờ luôn. nhỏ tới giờ, cô là 68 còn nó 66 tuổi rồi. Từ hồi cũng như hồi hai nhà ở kế vậy nè, hồi còn nhỏ đó. Rồi sau lớn cổ có chồng có con cổ đi rồi thì tiện giờ mới cũng như là giờ nó trở về nó bệnh thì mình mới gặp gỡ là như vậy. Bây giờ cô dẫn con với mọi người vô trong chỗ ở của cô Tám nha. Rồi. Trước mặt của mọi người đây là một cái khu trọ, theo như GoFood thấy thật sự là cái chỗ trọ này rất là cũ kỹ rồi, ẩm thấp đó mọi người. Còn cái chỗ ở của cô Tám là ở đây, ở phòng trước đây. Có cái chiếc xe hay có mấy chiếc xe đằng trước, hay cô vô trước đi, con vô sau. Con giới thiệu với mọi người luôn, đây là chị bé nè, cái chị mà hôm bữa là có dẫn GoFood vô cái trường hợp của anh Tèo. Thì cô Bích liên hệ với lại chị bé gọi lại với GoFood. Em vô trước nha chị bé. Con chào bà Tám nha. Thôi con kêu cô đi nha, cô Tám đi. Bóng đèn nhỏ gì đó hả? Cô Tám qua đây lâu chưa? Ý là ở trọ đây nè, lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Là con xin phép con tắt máy quạt chút xíu nha. Quạt cũng hư. Hồi nãy là vô là đang nằm nghỉ ngơi đó hả? Nó dán dán mấy đường đúng rồi, nó quay màu màu mà. Tính đi ra đi tiểu mà quay màu màu. Là bây giờ là mình đang bị tiểu đường. Tiểu đường. Lâu chưa cô Tám? Nay cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi nó biến chứng rồi. Biến giờ hai cái tay nó không có cảm giác. Không có cảm giác gì hết. Là hiện tại là bây giờ là thuốc thang như thế nào cô Tám? Thuốc thang chích là chích ngày hai lần. Rồi uống thuốc đường, tim, đủ áp, đủ thứ. Mà đường nó là hôm nay lên cứ ăn cơm á, ăn cơm nhiều quá. Một ngày là ngoài cái việc mà chích ra thì là mình phải uống thuốc riêng đó, đúng không cô Tám? Uống thuốc đường nữa, rồi thuốc tim nữa nè, huyết áp nè, đủ hết á.
đủ thứ à, rồi tiền nong rồi như thế nào, mà tiền nong mà thuốc thang rồi nè, tiền nong xuống chợ á, cho mấy chục cái chục về mà hút uống, chứ đường đâu có bỏ được, đường ngày nào cũng phải uống. Cái tiền thuốc này đó là hàng tháng là mình phải tốn khoảng bao nhiêu vậy cô Tám? Hàng tháng cứ mua mua cây gì nè, rồi có đi khám phải có người dẫn đi. Không, ý con hỏi là mình cái tiền mà hàng tháng á, là mình tốn khoảng bao nhiêu tiền thuốc men á? Thuốc đường chứ, cái này mua cứ hết mua hết mua như liệu. Không nhớ ha. Không nhớ. À khoảng 1 triệu không? Hút đường rồi chắc như vậy, hút đường với chích ở đường. Chứ đi nằm bệnh viện hoài. Nằm bệnh viện hoài. Dạ. Nằm mấy lần bệnh viện hoài. Không cũng chết. Phải có tiền mới đi bệnh viện. Mỗi lần mà đau đi vô bệnh viện như vậy rồi ai chở cô Tám vô trong bệnh viện? Có ông em ông dẫn đi. Ông em á. Em nó cũng nghèo quá trời. Nghèo. Là... Nghèo. Nghèo có đây có nào phải làm, vợ chồng sống nghèo quá, nghèo ổ hạnh cũng nghèo chết, nghèo cũng chết. Còn bà chị thứ bảy còn đau khổ. Hình như là bây giờ đó là mình nặng, bị mà tiểu đường nặng mình mới chích đúng không? Còn thường là người ta uống thuốc nặng nặng lắm phải mặn chứ cô mà. Là uống thuốc nè cô, mà tiểu đường mà cô uống thuốc nó qua thận lại tiện đâu mà chạy. Thì khi nãy á thì là con với lại mọi người là biết về cái bệnh tình của cô Tám rồi, à, là bị tiểu đường này là 10 năm rồi đúng không cô Tám? Đúng. Dạ, thì cho con với mọi người biết thêm về cá nhân của mình chút xíu nha cô. Dạ, là mình là năm nay là 67 tuổi, quê là ở gốc là ở Bình Dương. Cái khu này là kêu khu gì vậy cô Tám? Nói chung là gần cái khu mà sân gôn Bình Dương đó. Dạ. Mình là trước kia là chồng con là như thế nào vậy cô Tám? Chồng con thì ở chung một nhà rồi cũng đi bán thịt heo. Rồi nó dưới bệnh sơ cái nó chết à. Con chồng cũng vậy. Hồi nãy con có nghe cô Bích nói là gia đình bên chồng của cô là vắng số đúng không? Vắng số. Là chết. Chồng và hai con trai là mất. Chết đó. Giờ chết hết luôn, còn ai. Là cô có hai người con trai hả? Hai con trai. Là ở sau lưng cô đó, là hình rồi đó, chồng với là hai con trai đó hả? Chồng của cô là ở giữa đó, cái hình ở giữa đó hả cô? Ở giữa, chết ba mấy tuổi hả? Còn hai người con trai là chắc cũng khoảng mất hồi năm ba mấy tuổi hả? Đứa 28, đứa 33. 28 với 33? Là mất lâu chưa cô? Nay cũng mười mấy năm rồi. Nếu mà còn sống nay là bốn mấy năm tuổi bốn rồi. Mấy, anh nói tuổi anh cột à, bốn mấy. Là tự nhiên đau lên là mất hả cô? Đau sờ cái chết à, bà nó cũng vậy à. Là lúc đó là cô ở dưới nhà chồng là ở dưới Sài Gòn? Ở Sài Gòn. Ở quận mấy cô? Ở quận 11 à. Là sau khi mà chồng với lại hai con mất là cô trở lại quê cũ đây? Trở về quê. Rồi căn nhà ở dưới thì sao? Căn nhà ở dưới bên chồng á, bên chồng mà chị chồng còn đó chứ. Yeah. Dạ. Mấy đứa con bà chị chồng, bà cũng chết rồi. Nói chung là bên chồng họ ở căn nhà đó. À. Rồi cô Tám lên trở lại Bình Dương này là bao lâu rồi? Từ khi mà chồng con mất là lên trở lại đây chính? Mấy năm rồi lên đi bán vé số. Mười mấy năm nay bán vé số luôn đó hả? Cái nó cô hậu lúc nó cũng đi được. Cái mấy năm nay nó biến chứng cái đi cũng được. Rồi còn nhà trọ thì mình mướn chỗ này chỗ kia vậy đó. Ừ, mướn chỗ này chỗ kia. Rồi khoảng 10 năm nay là bắt đầu là cái căn bệnh tiểu đường trong người mình là nó nặng hơn. Nó biến chứng rồi. Mỗi lần còn đi được không biết thôi. Giờ đi cũng được. Cho con quay sơ lược chút xíu về chỗ ở của cô nha. Nhà này tầm khoảng 10 mét vuông không ta? Tới đó. Không tới nữa hả chị? Không có cầu tiêu, chống dậy sao? Ủa rồi chỗ vệ sinh ở đâu? Ở sao, chống dậy. Là có căn một cái căn nhà vệ sinh chung hả? Phải. Là nguyên cái dãy nhà trọ chỉ có một cái căn nhà vệ sinh thôi.
Căn này cô tám ở bao nhiêu tiền? Căn này cô tám ở bao nhiêu tiền? À, mỗi lần nó lấy tám bạc trầm cái mấy sai thấy nặng cái không có lấy. Cũng đỡ ha. À, nặng không lấy. Cái chỗ này là chỗ ở, chỗ nằm của cô tám. Ở đây có cái tủ nè, cái ghế, cái bàn, dạ, để bàn thờ lên đấy đó, ba tấm hình. Ở bên này có mấy gói mì tôm với lại một cái bao gạo, cái máy quạt vẫn còn đang sử dụng nhưng mà cũng không có được tốt. Cái nồi cơm điện thì cũng lâu rồi. Nồi cơm điện này hiện giờ còn nấu được không cô Tám? Cháy. Vậy là cô nấu bằng gì, bếp ga hả? Ờ, có hầu nấu bếp ga, có hầu nấu cái này. Vậy có lúc nhiều khi là cơm sống đó ha? Ờ, có khi sống nó lên đè. Cô Tám ăn cơm cái gì à? Ăn cái không dịch. Là ăn chưa? Hay đang ăn hay sao? Ăn rồi. Đâu cô lấy cho con xem thôi. Mấy bữa ăn tiêu thì mấy. Đói đường lên rung quá. Nhưng mà hình như là mình, con biết là tiểu đường mình ăn cơm nhiều hay gì là cũng lên đúng không? Ờ, ăn ít cứ chút, ăn mấy muỗng á, không có gì ăn á. Quán qua Trang bán gỏi cuốn á, mới chở cho nè Bích, mới chở cho nè. Ăn cơm vậy? Rồi bây giờ thời gian gần đây là mấy chị em rồi là, thí dụ như họ biết là cô bị bệnh, họ tới đây họ cho đồ ăn gì đó hả? Hay là như thế nào? Xuống chợ này gặp trò, không phải, ở đây cũng ai trò vậy hả? Cô bị đau như vậy sao cô đi nổi? Ờ, khuya không đi, đói lấy vàng buổi sáng đi. Rồi bây giờ là hết bán vé số luôn hả? Bán có mấy tờ, bán có 10 tờ. Vé số bán 10 tờ. Đâu có dám đứng lâu, đứng được. Đứng lâu chóng mặt này ha? Ờ, đứng quay qua nó té, đâu có đứng được đâu. Còn cái này là nước mình dùng đó hả cô Tám? Ờ, nước của nãy là anh sách dùng đó, đâu sách đâu có nổi. Một số nước như vậy là mình sử dụng được bao lâu? Ờ, ngày mấy. Còn cái bình nước đó là cô uống đó hả? Ờ, bình nước uống, mới mua thùng nước. Thùng bình nhiêu? Bình 2.000. Bao lâu xài được bình? Cứ hậu ở đây hết nước em lấy. Rồi, để nay mốc lâu lên, từ chợ hết rồi, uống hết rồi. Lâu lâu gì bé chở lên cho cô. Dạ không biết, biết rồi, biết trọ rồi. Cái tô cơm đó đó cô đậy lại đi. Bữa nhưng mà ăn gì mà thấy mà như vậy rồi chiều sao ăn được? Bữa ấy là không có miếng nước uống nằm mẹ chết luôn này. Không biết gì. Nhưng mà may do may mốt như vậy nè, phải sắp cái bình nước ở gần chỗ nằm, ví dụ như ngay góc của cô Bích này, nằm ngay đây. Ờ, ngay đây. Chị bé mua mà cái đế để chai nước lên rồi mình chứ để gì mà sao mà rót. Mấy cái nào cần thiết nước ngôi là mình để gần chỗ mình uống. Ví dụ như tối mình đang ngủ đó mình khát mình. Chén bát gì được mấy cái đâu ha. Để mình cho. Biết rồi để em mình chữa. Nước trên đó mình đâu có dám đứng lên nó té. Chị ơi, con vô cho gì từ chai gì chịu không? Ừ, chai về nhà con có cái máy là mười mấy triệu á. Ờ. Là cái máy lọc nước, cái máy kia mà nó diệt cái gì đó, ngon nước này luôn, có vô sẵn cái gì hơi như chai á. Ngon hơn nước lọc cái gì luôn, có tiếng. Cái mình chụp mình uống. Nhà con có nước tinh thiết á. Ờ, đứng lên vậy mà đứng uống được. Đấy. Bao lâu rồi cô Tám không có dọn nhà? Dọn này cũng như là dọn nhà cho nó sạch sẽ rồi đó. Bao lâu rồi? Bao lâu không làm được? Hồi bệnh nằm nhà khư nó giờ về làm được. Hồi bệnh đó là bao lâu? Vô nằm nhà khư mười mấy ngày về rồi có ông em sách nước rồi, có ai dọn đâu. Mấy cô với mấy chị biết sao, hình như là cái bệnh nó ảnh hưởng tới trí não đó, lúc nhớ lúc không. Cái não nó nhức dạ. Quá. Không nhớ vậy hả? Nhớ. Bị cái đầu đó mình. Bây giờ bà con của cô như thế nào, anh chị em rồi đó còn nhiều không? Người nào cũng còn. Ông mà bán mấy cái phải làm cũng luôn ăn. Còn bà chị thì đi còn bò dưới đất ngày mà bà bị
bị hở quanh tim, tiểu đường rồi quá đi không nổi. Ông chồng thì bị tai biến, rồi đứa con cũng bị, đứa con cháu kêu bằng gì á, bị tiểu đường 300 mấy 400, mắt nó cũng thấy đường, nó cũng thấy đường, cũng thấy đường. Nói chung là bà này thứ 8, bà đó thứ 7, bà kia tên bà 7. Bà khổm, bà này bà 8, bà đó khổm, bà đi cũng được luôn. Bà gia đình nó cũng nghèo lắm. Thôi kìa, có mấy cô mấy chị nhìn kìa, móc treo kìa, lủng lẳng lủng lẳng. Đứng lên mãi. Tôi nãy ngày tôi cũng ít có ra đây. Đứng lên lâu lâu rồi. Cái gì muốn ra lấy cái móc nó cũng bấy. Rồi bà yên chí đi, tôi biết của bà rồi. Ở trên đây thì được có miếng to, miếng mút nè, để cho đỡ nắng nè. Hôi lạnh tốt kìa trời. Đứng lên nổi. Chị hãy thương quá à. Sao gì con lạnh quá hay gì ta? Cô Tám cho con hỏi này nha. Là hiện tại bây giờ là trong người của cô Tám là còn bao nhiêu tiền? Còn 100 mấy. Sao khuyên bích cho nè. Đâu có tiền đâu. Không có tiền gì đó. Đâu có tiền đâu. Bích gặp bích cái bích cho. Cái bà với má chợ cho 20. Bà kia cho 20. Cái mua về mua đồ. Ai biết là người ta cho tiền ha. Mỗi lần mình sách thủ đồ á. À, bây giờ con như thế này nha cô Tám à. Thì con biết được cái bệnh tình với lại cái hoàn cảnh của cô Tám là thông qua cô Bích với lại là chị bé à. Ngày hôm nay con lên trên đây con thăm cô Tám à. Rồi con gửi cho cô ít tiền để mà cô bỏ túi. Ví dụ như cô muốn mua cái gì cô ăn, hay là cô mua thuốc men đồ dành cho cô nha. Con xin đọc tên và cái số tiền à. Cảm ơn dạ. Để cô Bích ngồi. Ở đây thì có hai người nha cô Tám à. Thứ nhất là của cô Trang con dì Út ở Mỹ là 1 triệu à. Thứ hai là của anh Lê Quang Nhiêu là 1 triệu à. Dạ. Đây con gửi 2 triệu cho cô Tám này nha. Cảm ơn con. Hiện tại á, là bây giờ cô Tám là về cái không có được mà minh mẫn, không có được nói trước bên sau đó. Nên là tiền bạc cô Tám phải giữ cẩn thận. Dạ. Nha à. Giữ ở đâu là phải nhớ nha. Dạ. Mừng quá. Nghe ông Bích nói mừng chết rồi. Hiện giờ là bây giờ mình chắc là con nghĩ là cũng cần mua một số thứ đó ha cô Tám. Là cô cần mua cái gì? Giờ tính vô mấy chai nước biển cho nó khỏe, tỉnh cái người rồi. Rồi mua thuốc uống. Thường thường là mình bị đau là mình tới trạm xá hay là mình tới bệnh viện hay là bác sĩ tư? Bệnh viện. Dạ. Hôm nay nặng mới đi cũng được cái mua thuốc ngoài uống. Cảm ơn cơ. Mừng quá hả? Mừng quá, nghe ông Bích nói mừng. Ngầu 2 ngày ngầu như ngầu đây chồng Bích biết à. Dạ. Ông Bích biết. Yếu quá. Cái bệnh của cô Tám á, thật sự là cái bệnh tiểu đường là nếu mà mình biết cái cách mà ăn uống thuốc men đó thì nó sẽ thuyên giảm rất là nhiều. Rồi cô phải có người chăm sóc ở kế bên rồi đó, để cho người thân đồ coi là nó sẽ có sức khỏe lại thôi. Mà bây giờ nếu mà bị đau mà không ăn uống rồi thiếu chất là nằm như vậy là không tốt, các con nghĩ không tốt. Với lại một cái việc nữa là con như thế này mà không biết cô Tám có đồng ý không. Thì về cái chỗ phòng của cô Tám hiện tại bây giờ con cũng thấy nó bề bộn đó. Nếu mà cô đồng ý á, rồi một chút nữa thì con nhờ cô Bích với lại chị bé, nếu mà biết được mấy cái chị em nào làm lao công ở khu vực gần đây hay làm dọn việc nhà đâu đó, thì con nhờ mấy chị đó vô dọn phòng cho cô Tám cho nó sạch sẽ. Cái nào mình bỏ, cái nào mình giữ là hình giữ. À, cô có đồng ý không? Đồng ý. Dạ. Đứng không có được, không có làm được cái gì hết. Tại vì mình bệnh rồi mình phải có cái không gian rồi nó thoáng mát rồi nó sạch sẽ rồi nó khỏe người. Vậy ha. Cảm ơn con. Với nãy là chị bé cũng có nói là thôi gì em là em khỏi mướn người, thì chị bé sẽ dọn dẹp cho cô Tám đúng không chị bé? Dọn. Dạ. Thương quá. Mai bắt xong rồi đi. Nhớ nha, tiền bạc giữ cẩn thận nha. Nói chung là hai người bạn với nhau là từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng mà con hỏi lại thì thật sự là hai người cũng hoàn cảnh y chang à. Một người thì
cũng bị bệnh mà bệnh nhẹ, không chồng không con. Một người thì bệnh nặng mà bây giờ chồng con cũng mất. Hai người một hoàn cảnh cũng giống nhau. Với lại thì chắc là cũng nhờ chị bé với lại là cô Bích, thí dụ như dành chút thời gian rồi tới lui rồi nói chuyện rồi với lại cô Tám rồi cho vui rồi. Không có ai nhậu bệnh này, nhậu suy nghĩ á, suy nghĩ này kia. Thì như hồi nãy con có nói đó là ngày mai chị bé chỉ lên dọn nhà cho cô Tám rồi đem nước lên cho cô Tám. Rồi cái tiền mà con gửi cho cô Tám đó thì cô Tám thích cái gì cô Tám ăn ha. Đặc biệt là nãy cô Tám nói là thèm sữa đúng không? Dạ. Mà mua sữa là sữa, ra nói anh ta là sữa dành cho người tiểu đường đó nha. Dạ. Thôi con xin phép con về nha. Dạ, bữa nào để con với lại chị bé với lại cô Bích lên đây thăm cô nữa nha. Dạ. Thôi con đi nha, để chó sủa nhiều quá rồi. Dạ. Thôi con đi nha. Dạ. Cảm ơn con. Ông tiên.